Nếu như bạn để ý kỹ thì bạn sẽ thấy con robot này không có một bộ phận nào để điều khiển nó cả. Hoàn toàn cơ thể của nó đều được làm bằng gỗ. Video này được đăng tải vào ngày 5 tháng 3 năm 2018 với tiêu đề là Che Lang Khung. Video đăng tải lên đã được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Và mình muốn hỏi các bạn là tại sao con robot này không có một cơ chế hoạt động nào mà nó có thể tự đi được như vậy? Và tại sao khuôn mặt của nó lại bị vẽ nhem nhuốc thế kia?